Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, đang lúc Chúa Giêsu và các môn đệ đi đường, thì có kẻ thưa người rằng: dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có nơi gối đầu. Người bảo một kẻ khác rằng: hãy theo tôi. Người ấy thưa: xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. Nhưng người đáp: hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, phần con hãy đi rao giảng nước Thiên Chúa. Một người khác thưa người rằng: lạy thầy, tôi sẽ theo thầy, nhưng cho phép tôi về từ giả gia đình trước đã. Nhưng Chúa Giêsu đáp: ai đã cha tay vào cày mà còn ngoái lại sau lưng thì không xứng đáng với nước Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, chúng ta thấy ngày hôm nay có những người tới hỏi Chúa Giêsu và xin theo Ngài. Và chúng ta thấy rằng là những người, có cả những người hỏi và những người Chúa Giêsu mời. Nhưng mà tất cả những nhân vật mà chúng ta thấy trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta không biết tên họ là gì. Và chúng ta cũng chẳng biết rằng là rốt cuộc họ theo Chúa ra sao. Nhưng mà chúng ta chỉ thấy rằng Chúa bảo một điểm: tất cả hãy theo Thầy. Và cái người đến xin Chúa Giêsu, Chúa bảo rằng là hãy để cho người chết chôn người chết, bởi vì anh ta xin là về để chôn cất cha mình. Có nhiều người có thể đặt câu hỏi: tại sao Chúa lại nhẫn tâm như thế? Tại sao trong đạo thì dạy rằng là thảo kính cha mẹ, nhưng mà trong hôm nay thì Chúa lại bảo rằng là hãy để người chết chôn người chết? Rồi một người khác nữa thì xin theo Chúa, nhưng mà xin được về từ giã gia đình. Nhưng mà Chúa Giêsu lại bảo rằng là ai đã cha tay vào cày mà còn quay lưng về đằng sau thì không xứng đáng là môn đệ của Thầy. Chúng ta thấy rằng là một cái đòi hỏi rất lớn để đi theo Chúa. Chúa không bảo chúng ta là phải bất hiếu với bố mẹ. Chúa không bảo chúng ta là phải không có tình cảm với gia đình. Nhưng mà trong tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu Ngài muốn mỗi một người chúng ta chọn phần tốt nhất. Chúng ta ngày hôm nay nhìn lại bài tin mừng xem có thấy hình dáng của mình không? Nhìn lại bài tin mừng xem có những lúc đôi khi chúng ta cũng chần chừ, cũng không muốn, hay đôi khi giữa việc chọn Chúa và chọn cuộc đời trần thế, đôi khi chúng ta cũng có những lay chuyển, cũng giống như những người trong bài tin mừng ngày hôm nay. Chúng ta thấy lúc mà con đi tới đây để dâng lễ, suy nghĩ của con sai hoàn toàn. Bởi vì ngày hôm nay lúc mà đi thì thấy gió nhiều, gió đổ thổi muốn bay cả xe, chạy trên chiếc xe mà nó cứ rung đó. Rồi mưa, nghĩ rằng là chắc hôm nay ca đoàn không có ai đi hát lễ đó, cho một vài người thôi. Nghĩ sai, sai lầm. Rồi bình thường thì cái dãy bên này thì cũng được ít người ở phía dưới thôi, nhưng mà bữa nay lại đầy lên tới trên này. Làm chị trưởng ca đoàn bảo là: cha ơi, chắc hôm nay cho rước lễ trước đi, bởi vì giáo dân đi lễ đông. Mình suy nghĩ sai, bởi vì nhiều khi mình đang trong cái tình trạng gọi là chọn Chúa hay chọn cuộc đời trần thế. Chọn ở nhà ngủ êm ấm, tới nhà thờ làm gì giờ này mưa gió, đài tin tức thì nói bão bùng, đi làm chi, mắc kia có chuyện gì xảy ra.
Đó là nhiều lúc chúng ta cũng rớt vào tình trạng giống như những nhân vật trong tin mừng ngày Luca ngày hôm nay thuật lại. Bản thân của con là nếu mà có thể là không phải là linh mục thì chắc là thôi, không phải dâng lễ thì thôi ở nhà. Nhiều khi chúng ta rớt vào tình trạng cân đo đong đếm. Và ngày hôm nay Chúa Giêsu Ngài muốn mỗi một người chúng ta dứt khoát chọn Chúa và chọn con đường của Chúa. Mà để chọn Chúa thì ngày hôm nay Chúa bảo với tất cả mọi người: các con chọn Thầy, chim trời có hang, con người có tổ, chim trời. Trong lời tin mừng ngày hôm nay bảo rằng là chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đâu. Chúng ta thấy rằng là chọn Chúa là một thách đố. Chúa chỉ có hai chỗ tựa đầu mà chúng ta thấy lúc sinh ra, đó là máng cỏ nghèo hèn, một cái nơi chuồng bò, một cái nơi mà người ta không muốn tới. Đó là cái nơi tựa đầu đầu tiên của Chúa. Và cái nơi tựa đầu thứ hai, đó là tựa đầu trên thánh giá. Và ngày hôm nay Chúa Giêsu muốn mỗi một người chúng ta khi chọn Chúa, khi bước đi theo Chúa và chọn để trở thành môn đệ của Chúa, chúng ta phải trải qua những thử thách khác nhau. Vậy thì những thử thách đó có thể ngày hôm nay đôi khi nó có thể là chọn những của cải vật chất của trần thế này. Đôi khi có thể là chọn những niềm vui không vĩnh viễn. Đôi khi có thể là chọn những cuộc vui chóng tàn, nhưng mà quên đi mà một cái cuộc đời Chúa hứa cho tất cả những ai can đảm chọn Ngài. Chỉ vì thế mà ngày hôm nay con mời toàn thể quý ông bà và anh chị em, những người đang hiện diện nơi đây cũng như tất cả các bạn trẻ, tất cả những ai đang tham dự thánh lễ online cũng thế, chúng ta cùng nhau suy ngẫm mình có là một trong những nhân vật trong bài tin mừng ngày hôm nay đến với Chúa hay không. Chúng ta có đang đắn đo do dự trước khi chọn Chúa và chọn cuộc đời trần thế hay không? Chúng ta đang có do dự để chọn bước đi theo Chúa hay chọn bước theo những tiếng gọi nơi thế giới trần tục này? Nếu chúng ta vẫn đang còn bị vướng mắc giống như những nhân vật trong tin mừng Luca ngày hôm nay kể lại, thì chúng ta một lần nữa hãy suy nghĩ và quyết tâm, hãy cố gắng chọn Chúa, chọn đích điểm cuối cùng. Và khi chọn Chúa thì chúng ta biết rằng nó có nhiều những thử thách, nhiều những thánh giá khác nhau. Chúng ta xin Chúa hãy giúp mỗi người chúng ta can đảm bước đi khi chúng ta chọn Chúa. Và khi gặp những thử thách, xin cho chúng ta phó thác vào Chúa nhiều hơn trong hành trình theo Ngài. Amen.